Người đại diện hé lộ lý do thầy Park chia tay tuyển Việt Nam. Dàn huấn luyện viên châu Âu xếp hàng chờ dẫn dắt tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm muốn vô địch AFF Cup 2022 để tặng quà thầy Park. Người đại diện hé lộ lý do thầy Park chia tay tuyển Việt Nam. Người đại diện Lee Dong Jun cho biết là huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định chia tay bóng đá Việt Nam vì những lý do rất đặc biệt. Chia sẻ trên tờ Chosun của Hàn Quốc, người đại diện Lee Dong Jun cho biết một trong những lý do khiến cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo quyết định không gia hạn hợp đồng với tuyển Việt Nam bởi vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã có tuổi và ông Park thì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Tất cả mọi người có thể thấy được áp lực của ông ấy phải chịu đựng trong nghề của mình thời gian qua, người đại diện của thầy Park nói. Cũng theo người đại diện Lee Dong Jun, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có quyết định khó khăn nhất trong nghề cầm quân khi phải nói lời chia tay 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam rất thành công. Thậm chí, chiến lược gia người Hàn Quốc đã phải suy nghĩ về chuyện này suốt nhiều tháng. Đó là một quyết định khó khăn sau nhiều tháng suy nghĩ. Ông Park tin rằng quyết định nói trên là tốt nhất cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng bóng đá Việt Nam cần một huấn luyện viên mới, một kỷ nguyên mới, Lee Dong Jun tiết lộ. Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF phải tới ngày 31 tháng 1 năm 2023 mới kết thúc, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc chủ động thông báo sớm về việc mình không gia hạn. Theo người đại diện, huấn luyện viên Park muốn VFF có thêm nhiều thời gian để tìm người mới, đồng thời để các cầu thủ tập trung cho chiến dịch AFF Cup 2022. Nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố vào cuối năm, thay vì bây giờ, các cầu thủ có thể sẽ bất mãn và đặt câu hỏi tại sao hợp đồng của ông ấy không được gia hạn. Điều đó nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của các cầu thủ Việt Nam tại AFF Cup. Huấn luyện viên Park cũng muốn thông báo chia tay sớm để VFF tìm được người mới thay thế. Người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Cuối cùng, Lee Dong Jun cho biết là ông Park trước mắt chưa nhận lời mời nào vì muốn dành thời gian bên gia đình, đặc biệt là chăm sóc người mẹ già hơn 100 tuổi. Còn trong tương lai, thầy Park muốn thành lập một trung tâm bóng đá trẻ, nhiều khả năng là ở Việt Nam. Dàn huấn luyện viên châu Âu xếp hàng chờ dẫn dắt tuyển Việt Nam. Chính việc đội tuyển Việt Nam có được thành tích ấn tượng tại châu Á trong 5 năm qua đã giúp cho VFF dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm ứng viên thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay sau khi mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam công khai việc không gia hạn hợp đồng với VFF, hàng loạt ứng viên chất lượng đã nộp đơn xin ứng cử vào chiếc ghế nóng tại đội tuyển Việt Nam. Có 4 bản lý lịch được gửi đến VFF. Có thể kể đến huấn luyện viên Dragan Skocic, người từng dẫn dắt đội tuyển Iran giành vé dự FIFA World Cup 2022, huấn luyện viên trưởng Robert Rosinecki, từng có thời gian làm trợ lý tại đội tuyển Croatia và dẫn dắt đội tuyển Bosnia. Huấn luyện viên trưởng Božidar Bandović có 2 lần giành chức vô địch Thai League, còn ông Slaven Bledesic lại có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở cấp độ đội tuyển trẻ của Đức. Trong số những cái tên nói trên, huấn luyện viên trưởng Dragan Skocic để lại nhiều ấn tượng. Ông Skocic đến Iran vào năm 2013 và bắt đầu dẫn dắt câu lạc bộ Malavan và một số đội bóng khác. Chiến lược gia này thể hiện được năng lực của mình và lọt vào mắt xanh của FFEA. Huấn luyện viên này có tỷ lệ chiến thắng đến hơn 80% khi dẫn dắt đội tuyển Iran với không ít những ngôi sao có cái tôi lớn. Cựu danh thủ Robert Prosnecki được xem như là một trong những tiền vệ trung tâm tài năng nhất mà bóng đá nam tư từng sản sinh. Ông từng chơi cho những đội bóng lớn nhất thế giới như là Real Madrid hay Barcelona sau khi vô địch cúp C1 châu Âu vào năm 1991. Ông Prosnecki là học trò cũ của huấn luyện viên trưởng Petrovic, người đang dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa tại V-League. Trong những lần trả lời phỏng vấn về TC News trước đây, ông Petrovic đều nhắc đến Robert Prosinecki cùng với Mihanovic hay Davo Stoker là những học trò xuất sắc nhất của mình. Prosinecki ít nhiều cũng để lại dấu ấn nhất định với nghiệp cầm quân khi mà ông từng giúp Bosnia thi đấu khá thành công và giành quyền lên chơi hạng A Nations League. Ông cũng từng giúp đội bóng cũ Resta Belgrade vô địch cúp quốc gia Serbia trên cương vị là huấn luyện viên trưởng. Bóng đá Việt Nam không thiếu cầu thủ tài năng và cho thấy nhiều điểm mạnh về tinh thần. Đây là chất liệu tuyệt vời cho các huấn luyện viên có thể xây dựng một đội bóng tốt. Đặc biệt là chiêu đãi của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo ghi dấu nhiều thành công tại cấp độ châu lục. U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 hay lọt vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Đặng Văn Lâm muốn vô địch AFF Cup 2022 để tặng quà thầy Park. Thủ môn Việt Kiều khẳng định quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup 2022 nhằm tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo. Giành chiến thắng trước Hà Tĩnh với tỷ số là 2-1, Bình Định tiếp tục nuôi hy vọng bám đuôi câu lạc bộ Hà Nội trong cuộc đua vô địch với 7 điểm kém hơn. Chia sẻ sau trận đấu,
thủ môn Đặng Văn Lâm của đội bóng Đất Võ dành những lời tri ân tới huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam. Tôi có nghe thông tin về việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm làm việc. Tôi có hơi buồn khi nhớ lại những kỷ niệm khi thi đấu cùng với thầy. Vì thế mà tại AFF Cup sắp tới, các anh em sẽ cố gắng thi đấu hết sức, có kết quả tốt nhất để tặng được thầy, bởi đó là giải đấu cuối cùng. Hầu hết thì những trận đấu được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam của tôi là dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp với thầy. Tôi rất hạnh phúc, biết ơn sự tin tưởng mà ông Park đã dành cho mình. Người gác đền của câu lạc bộ Bình Định chia sẻ thêm. Đúng như Văn Lâm chia sẻ thì hầu hết những trận đấu tại cấp độ đội tuyển quốc gia của anh đều diễn ra dưới thời ông Park Hang-seo. Năm 2015 thì thủ môn mang hai dòng máu Việt và Nga được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, từng được tham dự AFF Cup 2016 nhưng không được ra sân bất kỳ trận đấu nào. Tại trận đấu ra mắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 11 năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo không triệu tập Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên tại AFF Cup 2018 thì thủ môn Việt Kiều trở thành người gác đền số 1 của dòng vàng, góp công lớn vào chức vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi. Đến thời điểm hiện tại thì 27 trận bắt chính cho đội tuyển Việt Nam của Đặng Văn Lâm thì có 25 trận diễn ra dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.